Chỉ quý vị, như vậy khí không là tự quý vị tự chữa. Đây tôi ví dụ này. Quý vị biết cái lợi hại của khí này, phải có người giảm. Đây, tôi lấy máy đo huyết. Giả sử như ngay trên người ông Tuân này này, đây, đây này ông này đo bác sĩ này, đây, ông Tuân. Bây giờ thì đo áp huyết của ông Tuân. Này quý vị nào, mời anh Tuân lên đây này. Như vậy khí làm thay đổi huyết, mà khí là áp, huyết là máu. Vậy máy đo huyết là máy đo khí huyết của con người từng lúc từng nơi. Thế bây giờ mới tôi đo nè. Vì thế chúng ta học thì chúng ta tự biết cách chữa. Thành ra chúng ta không sợ, không sợ bệnh áp huyết, không sợ bệnh tiểu đường. Đấy, ông Tuân lên trên đạo tràng tu có một tuần, áp huyết rất tốt. Vậy thì khí chúng ta có thể thấy được bằng máy đo áp huyết. Chúng ta có thể thấy được bằng máy đo đường. Áp huyết 133 trên 85 trên 77. Đấy là lý tưởng như vậy. Rồi bây giờ này, anh Tân thổi bằng cách nào cũng được. Để quý vị biết là thổi khí thay đổi như thế nào. Cứ thổi cách nào cũng được. Thổi đi. Thổi mạnh, thổi nhẹ tùy. Đó. Thế quý vị đừng tưởng là hỏi quý vị áp huyết tốt không? Hình như là tháng trước tôi đi bác sĩ rất là tốt lắm. Bộ từ hồi đó đến giờ cái hơi thở nó đều hay là không đều? Nó bất thường như thường thôi chứ. Con mới về giận la nó một trận, cái bắt đầu ăn cái đêm mình đâu có ai. Rồi xong. Rồi xong. Quý vị để ý hơi thở của bác sĩ Tuân vừa thổi thở gì? Thở mà không thoải mái mà thở mà nén ra, mới nén sơ sơ chứ còn đang giận con là còn nén dữ nữa phải không? Thấy không? Giận con còn nén dữ nữa. Áp huyết bây giờ là 162. Mà hỏi đến cái hơi thở là nén thôi đó, còn giận nó còn kinh khủng hơn đây nữa. Nghiến răng lại mày chết với tao, thế bắt đầu lên 200 đứt cái bịch. Rồi cứ nói là tháng trước đi bác sĩ nói áp huyết tốt lắm. Như vậy quý vị thấy khí quan trọng chưa? Bây giờ ông Tôn thở rất là nhẹ nhàng, thở ra già mà nhẹ nhàng, thư giãn. Như vậy cái tinh thần được thư giãn thì áp huyết xuống thấp hơn nữa. Vì thế tôi đã nghiên cứu 30 năm, cứ máy đo áp huyết lên trên tay, thở đủ mọi cách để làm sao số trên xuống, làm sao số trên lên, làm sao số giữa lên, làm sao số giữa xuống, làm sao cái nhịp tim nó cao, làm sao nhịp tim thấp. Hiểu quy luật nó thì chúng ta chữa được bác vậy, không cần thuốc. Đấy, quý vị thấy khí rất điều hòa, nó xuống nữa. Đấy, bây giờ là từ 160 xuống 134. Rồi bây giờ anh thở tiếp nữa mà nhẹ nữa, mà dài hơi ra nữa. Mà chậm là áp huyết xuống nữa. Đấy, chúng ta phải để cái máy chúng ta đeo. Thầy không thể nào đâu, tháng trước tôi đi bác sĩ nó tốt lắm. Không phải như vậy. Sau khi ăn về rồi cái ăn uống xù riêng vào cái tự nhiên áp huyết lên. Uống một ly chanh thì tự nhiên áp huyết xuống. Uống một cây trà đinh một cái áp huyết tụt xuống luôn. Chết liền. Tại vì quý vị không biết xài trà đinh. Một cây trà đinh là phải pha 6 ly cho 6 người uống. Mà quý vị một cái trà đinh nhỏ, quý vị làm được 3-4 lá trà đinh vào đó là kể như là quý vị uống một ly mà thành ra là 18 người uống. Thì quý vị không chết cho được. Chứ không phải trà đinh nó độc. Đang cao làm một ly trà đinh xuống liền. Nhưng mà lại làm tới 3 cây rồi. Đó, ông này
ông giữ hơi lại, bởi vì tôi ngồi bên cạnh ông ấy, tôi bắt được là ông giữ hơi lại, mặc dù ông có thổi ra nhưng ông giữ lại, là nó lên 162, 183. Như vậy đạo Phật có cái gì? Đạo Phật có chữ buông xả, thì khi công ngược lại, xả hơi ra và buông lỏng người, thế là nó lại đi ngược lại, xả buông. Mà ông chỉ xả mà không buông, có người xả mà không buông này, mà nó gồng cái gì? Áp lên lên cao, phải xả, vừa buông. Thế thì ông này xả mà không buông, đi từng chữ một như vậy, xả vừa buông, vừa buông lỏng vai, lỏng người, mà không gấp gáp. Thì áp nó xuống, đấy, tập đây. Đấy, mà không hít vào, hít vào là tham, quý vị tham cả không khí nữa, và càng tham là càng xuyến. Quý vị cho ra là hết chuyện. Còn thế là tham, tham giữ lại thế là nó thành chuyện. Đấy gọi là khí công y đạo với khí công tịnh độ đó. Trừ cái tham. Chưa xả đúng. Xả dài ra, mà không hít vào. Đó, không có thể hít vào. Bây giờ quý vị này, hít vào thì muốn tránh thì hít vào, chúng ta chỉ há miệng thôi, tức là không sử dụng tới cái ngực, cái bụng. Vẫn là 158. Xả xong buông lỏng. Buông lỏng giống như người nào? Giống như người chán đời. Giống như người chán đời. Cái chán đời là không còn khí nữa, thổi ra là xả, xong rồi thả lỏng người ra như chán đời. À, thổi xả ra xong như chán đời, chán đời tức là khí không vào không ra gì cả. À, cái thổi một phút tiếp tục làm hoài, xả ra chán đời, xả ra chán đời, thổi 20 hơi nè, một xong rồi chậm chút chờ 20 chờ, hai, hai làm lại đúng tôi này, à, chứ không phải chậm. Cái này á, là nhín nhín hà tiện, tức là hơi không ra ngậm, là hà tiện. Tất cả những cái hành động mà trên máy này đo được cái tính của mình, hà tiện. Cho hết không cho, cho nhín 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 nhín, thầy vẫn là cho dài, cho luôn một lúc hết luôn. À, xong hết được không? Nấy máy đo được tính hà tiện. Cho hết rồi, rồi buông lỏng, rũ sạch. Cho mạnh cho nhanh rồi rũ luôn xuống dậy. Xong nghỉ. Hai miệng thổi 20 lần. Xong nghỉ. Rồi hai miệng thổi cho nhanh. Nghỉ. Hai miệng thổi cho nhanh. Hai miệng thổi cho nhanh. Nó thổi nhanh buông hết. Rồi giống như chán đời. Chán đời muốn xỉu. Thì khi muốn xỉu áp nó không có lên đâu. Như vậy tôi đang dạy quý vị luyện đó. Như vậy quý vị phải mua một cái máy đo áp hết. Đó. Đó xuống 142. Bây giờ ráng luyện nó đi. Cho luyện ra mà xuống 120 đi. Bây giờ thế này. Ông xỉu người xuống. Ông chán đợi thời gian. Ông làm vậy đi. Giống như buồn ngủ, mấy người buồn ngủ là áp huyết không có lên đâu. Vì thế lúc ngủ áp huyết đâu có lên, nhưng mà mất ngủ áp huyết mới lên. Tại vì mất ngủ là vì tối ăn no bao tử đang làm việc mới mất ngủ. Còn ngủ say rồi đó, áp huyết xuống luôn. Và bây giờ giả bộ ngủ đi nha, để được rửa tiền. Chán đầy ngủ nha. Chán đầy ngủ đi. Rồi bắt đầu ông vô trường kinh nghệ ông thi. Ông thi làm kịch sĩ. Thời gian ấy phải nóng quá. Xả. Thổi xong từ đây sẽ bay sang kia rồi. Chào quá. Không thở ngắn quá. Ngắn quá. Thổi một hơi. Buông lỏng vai lỏng ngực rồi siêu xuống. Rồi chờ. Đã bắt đầu làm lại nè. Không hít vào. Hả? À, không hít vào. Hít vào là tham. Nhớ rồi. Mình đang tu. Hít vào là tham. Dạ. Thưa thầy cho hỏi. Xả hơi ra hết rồi lấy cái hơi đâu mà. Há miệng thôi. Bà không, bà đứng ở hồ cá, bà trông cái con cá thở, bà mới biết nếu nó hít vào thì nước vào bụng nó to ra thì nó chìm xuống.
thấy nó khôn lắm, nó chịu há nó hỏi bò 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 hít vào là nước vào bụng nó chìm xuống. Hãy nhìn nghiên cứu con cá. Dạ, khi há miệng thì cũng phải có hít. Không, há miệng đâu con cá có, nó hít. Nhớ là hít vào là nước vào bụng nó. Thành ra nó chỉ thì có chứ. Không nghĩ tới hít vào, không nghĩ tới kẹt. Rồi, đó, là 132. 132 này, thấy không? Bây giờ giả bộ chán đời thêm nó đi. Thấy không? Giả bộ chán đời thêm nó đi, thấy không? Nhưng mà đang chán mà bà tôi mà đứng kia một cái là nó lên chú luôn. Bây giờ tùy theo cái thái độ của cái máy đo hết. Nếu bà tôi tới mà áp hết nó xuống đó là ông chán quá rồi. Còn bà tới mà áp nó lên thì ông sợ quá rồi. Đấy thì quý vị nhớ rằng là máy đo áp huyết là máy đo sự sống con người. Nhớ không? Đây này, đấy. Chúng ta phải mua một cái máy để chúng ta tập mỗi ngày. Và tức chúng ta tự làm thầy biết nguyên tắc rồi mới biết người ta bị bệnh gì. Bây giờ này, thôi bây giờ một cách khác. Đây là cái bếp lửa. Thổi luôn 20 hơi cho bếp cháy lên, thổi mạnh, nhanh, rồi, nhanh. Nhưng mà phải có cái thì nghỉ á, thổi mạnh nó là nghỉ, thôi, mạnh, rồi, thôi, 20, thôi. thôi, 20, thôi. Hai miệng thôi. Hai miệng thôi. Hai miệng thôi. Thôi chứ xây sầm mày mày thôi. 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 Hai mươi hơi. Mày. Thôi mày. Dài. Ông nấu cơm mà bếp điện không có chùm củi rồi. Vậy á. Cái bà mà vợ ông Văn Quang đó mà viết báo đó, ông ấy, bà ở nhà nấu bếp ga mà bà bị gáo hết, ông hỏi tôi nói bây giờ đó anh cho bà thử bếp lửa đi thì bà sẽ bớt à, chứ đừng uống thuốc. Rồi vợ tôi bây giờ bớt bệnh rồi, ông biết tại sao không? Tôi cho bà về quê bắt thử bếp lửa nấu cơm chứ không cho thử bếp ga. Vì thế các cô gái Việt Nam á, các cô phụ nữ Việt Nam má đỏ mua hồng là lúc nào cũng thổi. Mặt rất đẹp không cần phải son phấn mà không bao giờ có áp huyết. Áp huyết 129. Đấy. Rồi bây giờ là chúng ta nghỉ. Rồi quý vị nhớ rằng bây giờ quý vị muốn tự chữa bệnh cho mình, quý vị nên kiếm hai ông thầy máy đo huyết và máy đo tiểu đường. Không phải mình bị áp huyết mới đo huyết. Giả sử Tân mình đi đâu này, để cái máy đo vào chân này, để máy đo chân này, đây này quý vị coi này, tất cả cái sợi dây á nó đều hướng về tim. Dây hướng về tim gì? Quý vị để vào đây, quý vị để cái chỗ này nè, chỗ này này vào đúng vào cái chỗ đó, tam âm đạo kẹp vô. Để đo ở cái chân, xem chân mạnh hay yếu, thận mạnh hay yếu, có đi tiểu đêm hay không, chân có sưng hay không, có uống nước nhiều hay không, nó sẽ biết hết. Thì ông là bác sĩ giỏi mà, bác sĩ thì bác sĩ ở trên xuống mà, ông mới chế cái môn này, ông mới chế cái máy đo, mà mình chỉ biết xài một cái option thôi. Nè, bây giờ đo chân nhá. Nếu hai chân, một chân mà áp huyết cao mà cho hết lớp là đương nhiên hai chân đi lạc rồi. Nhưng mà đặc biệt cái số thứ hai của cái chân á, nó to ra là phình tĩnh mạch, tức là chân sưng bị phình tĩnh mạch, máu không chuyển về tim thì mắc bệnh hở van tim. Thành ra bệnh chân như thế kia sẽ bị bệnh tim, mà lo chữa bệnh tim là sai rồi, phải chữa cái chân nó phải teo nhỏ lại.
không trao lại, tức là tim nó phải kéo máu về mà mày về đi, mong chịu về, không chịu về thì tim có thiếu máu nó phải kéo nhiều nhiều, nó phải vỡ van tim mà chứ tim là sai rồi. Rồi điều thứ ba, máy này đo cái số thứ hai nó rất cao là bởi vì bụng nó quá to, nhiều nước. Đấy, những cái chân ông Tân này 213/190, nếu gọi là máy đo áp huyết thì nếu thiệt sự áp huyết thì ông mới tiêu rồi. Nhưng mà đây đâu phải là áp huyết của tim mà gọi là áp lực dưới chân. Chẳng phải áp huyết, chứ áp huyết này thì chết rồi. Thế nhiều người bảo máy này đo này tim tôi chết sao, bảo tôi đo tim không? Tôi đo mạch máu. Bởi vì rõ ràng đâu tay có là mạch máu gì, nhưng mạch máu đó là lấy ở tay, đây là mạch máu ở chân. Nên bây giờ 129 là số thứ hai ấy, gọi là phình tĩnh mạch bên trong vì thiếu cái bài vỗ chân. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ ha. Như vậy là chúng ta một lát nữa 1:30 đó là bắt đầu chữa bệnh cho các vị nào mà thấy mình cảm thấy mình nặng đó. Đây có quý vị nào muốn 1:30 đó, còn ở đây là hồi nãy giờ là thầy Ngọc hướng dẫn đó là chữa bệnh tập. Nếu quý vị chưa có máy đo huyết thì nặng quá thì một lát là 1:30. Bây giờ quý vị nào thay cặp gì dòng này nè, quý vị cảm thấy mình nặng cần chữa trước 1:30. Tôi ạ. Rồi ông đúng rồi, ông nặng có xe lăn đúng rồi, tới ai. Ồ hai vị đó, hai vị xe lăn này đầu tiên nha. Khoan. Nó nặng thì ai cũng nói là nặng, bởi vì ai cũng biết là mình bệnh là mình nặng thôi. Không phải như vậy. Bây giờ người khỏe cầm máy đo huyết đo cho người nói nặng đó sẽ thấy biết nặng hay nhẹ, vì máy trả lời chứ đâu phải là cá nhân mình trả lời. Thưa thầy, bà bệnh sao? Tôi bị cao huyết đo xong rồi áp huyết còn 120 mà mình mà áp huyết gì đâu. Vì đấy là ý tưởng của mình, là vì bác sĩ bảo mình cao huyết thì mình cứ uống thuốc áp huyết, thì mình bảo tôi bị áp huyết mà thiệt sự áp huyết của mình có 120 à, thế đâu còn là nặng được. Chứ còn đòi hỏi ai nặng thì ai có bệnh cũng đòi nặng hết à? Coi như bệnh mình là nặng nhất trên thế gian rồi, nhưng mà thiệt sự đo không có gì hết, phải lấy cái đó mới biết nặng hay nhẹ rồi, chứ không phải ai cũng đòi nặng. Con nhỏ đó là không có bệnh đấy, autism là tê được gọi autism chứ không có bệnh. Lấy cái đó biết nó sẽ trả lời, chứ không phải là ông thầy trả lời. Lấy cái đó biết để biết tại sao, cũng phải tâm bệnh. Nghe nè tâm bệnh một phần thôi. Khi máy đo áp huyết mà chúng ta có tiêu chuẩn của nó, thiếu niên là áp huyết từ khoảng nào tới khoảng nào, trung niên từ khoảng nào tới khoảng nào, lão niên từ khoảng nào tới khoảng nào, bây giờ tự nhiên áp huyết của mình thay vì nó phải đủ mà đo nó quá thiếu tức là gì? Quá thiếu tức là thiếu khí và thiếu máu. Huyết là máu mà, thiếu máu thì làm sao nó được tế bào, thì tế bào nó suy đi thế nó bệnh mà mình không biết. Thế thì con người thế là thiếu máu thì phải làm sao? Thì ăn thuốc bổ máu vô, uống thuốc bổ máu vô chứ làm sao giờ? Không có chữa bệnh mà tự làm cho đủ máu tế bào sống dậy được. Và bây giờ tự nhiên là thế thầy em nặng lắm thầy, hỏi bệnh gì? Em bị ung thư. Không cần biết ung thư, đo áp huyết cái tuổi đó phải là 130 mà đo áp huyết bây giờ còn có 90 à, thì chúng ta lại dịch ngược lại. Áp huyết 90 là gì? Khí thiếu và máu thiếu thì ung thư, số nó ra rõ ràng. Vì nếu máu thiếu thì không nuôi được tế bào, rồi không có khí để đẩy máu đi đến nuôi cái tế bào đó, thì tế bào chết dần trở thành ung thư. Vì thế Tây Y đã nói là tế bào ung thư là tế bào không lây mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Bởi vì nguyên nhân là không phải đâu biết rồi. Nhưng mà các ông Tây nói rằng cứ 100 là ok hết rồi, 100 ok hết rồi. Sao được 100 ok? Khi mình mới 15 tuổi mình đo 15 là 100, 20 tuổi cũng 100, 30 tuổi cũng 100, 40 tuổi cũng 100, 50 tuổi cũng 100, 60 tuổi 100 là ung thư. Như vậy là 40 năm không có đủ máu nuôi, bởi vì tế bào càng phát triển mà máu cứ càng thiếu đi. Cũng như có một chén cơm mới đầu nuôi một thằng con, sau đẻ thằng con thứ hai ở nhà cũng làm có một chén cơm, sau đẻ thằng con thứ ba cũng có một chén cơm cho cả nhà ăn, đẻ thằng thứ tư cũng một chén cơm, thì mỗi thằng ăn ấy thì cuối cùng 5 thằng đều chết hết. Như vậy có biết ung thư là gì chứ? Là áp huyết thấp. Mà áp huyết thấp là khí không đủ, máu không đủ, có thế thôi. Nhà lúc nào có một chén cơm, và bây giờ đẻ một thằng con thì một thằng con ăn đủ. Tới khi đẻ 10 thằng con, 10 thằng có một chén cơm, 10 thằng chết, sẽ chết.
như ung thư là đó. Vậy thì hỏi bệnh hỏi ai? Hỏi mấy đó kia. Bây giờ muốn veo đó veo, hỏi Costco, dù Costco muốn làm chủ đầu. Rồi, rồi đem về đây rồi bắt đầu chúng ta học. Tuần tới chúng ta phải học cái này. Tuần tới chúng ta học cái này. Rồi ha. Sáu ơi, một người bình thường mà không luyện khí công, quý vị nhìn thấy một người nằm ngủ, bụng phồng lên xẹp xuống, hơi thở ra thở vào, một người khỏe mạnh là 18 hơi trong một phút, con rùa thở 2 hơi trong một phút sống 300 năm, con rùa thở bình thường 2 hơi trong một phút sống 300 năm. Còn nếu quý vị cứ hát A Di Đà Phật hoài thì một phút quý vị thở 6 hơi thì quý vị sống chắc trên 100 năm rồi. Ê, quý vị thử coi nhé này. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hai câu một hơi thôi, hai câu một hơi mà không mệt, không mệt. Như vậy là vô tình chúng ta đã kéo hơi thở chậm lại thì đời sống chúng ta sẽ thọ hơn. Và điều thứ hai, khi mà hơi mà thổi ra nhiều thì oxy vào trong người nhiều, còn hít vào nhiều oxy ít hơn là thở ra. Đố quý vị biết tại sao? Quý vị nghĩ tại sao đi? Tại sao mà hít vào nhiều thì lại thiếu oxy? Hít vào nhiều nhớ là thiếu oxy, và hít vào nhiều thì bệnh tim. Vì thế các lực sĩ đều nâng vai lên, nở đọc xô ra, thế là chết về bệnh tim. Mà mình á, tim rất khỏe, chỉ có thổi ra thôi, cho hơi ra thôi. Tại sao vậy? Đó quý vị là các nhà khoa học đó, quý vị tính sao? Hít vào nhiều nhiều oxy hay là thở ra nhiều nhiều oxy? À, bác trả lời xem được không? Tại sao hít vào nhiều với lại ít oxy mà thở ra nhiều lại có nhiều oxy? Có việc nào trả lời được không? Nghĩa là bây giờ này, quý vị nghe này, cái phổi của chúng ta bình thường là 3 lít khí. Hít vào tối đa, cho quý vị hít vào tối đa rồi nâng ngực tối đa hít vào như là lực sĩ đó, thì cái phổi chỉ chứa được 5 lít khí thôi. Như vậy là chúng ta chỉ lấy được 2 lít oxy thôi, là 2 lít oxy. Nhưng mà vì cái thời gian mà quý vị tham, quý vị hít vào thật lâu, quý vị tưởng thật lâu, lâu hay mau gì cũng vậy thôi, thì oxy nó có vào mau á, thì oxy vào nhanh thì cũng đầy đầy 5 lít, mà lâu thì cũng vào 5 lít, mà quý vị tưởng lâu là nhiều hơn hết rồi. Ơ tưởng là to phừng đấy, nó cũng có 5 lít thôi, nhưng mà thời gian 1 phút như vậy quý vị thở ra bao nhiêu hơi? Có 6 hơi à? Này, lâu rồi. Thì 1 phút có 6 hơi à? Thì quý vị chứa được có 12 lít oxy à? Cái phổi lúc nào 3 lít, hít vào thêm 2 lít là 5 lít, thì có 2 lít oxy thôi. Còn thở ra là bằng cách này này, cái phổi 3 lít, tôi thổi ra hết hơi trong phổi ra, thì phổi nó cũng vẫn giữ lại 1 lít à, nó không ra hết, nhưng mà thổi nè. Tôi ngộp hơi quá, tôi ngộp hơi quá tôi hít vào nhanh, tôi tự nhiên ngộp hơi quá là vào ngay, tự động. Khi vào đủ rồi tôi mới đủ hơi tôi thổi tiếp chứ. 1, 2, 3, 4. Như vậy 1 phút tôi thở tới 2 cái hơi rồi. Thì như vậy là tôi thổi ra 2 lít thì nó phải trả tôi 2 lít liền. Thì 20 hơi như vậy á, là tôi có 40 lít oxy. Trong này tôi phải hít vào để giữ lại cho lâu, có 12 lít oxy. Vậy oxy vào trong người có lợi gì? Oxy vào trong người nhiều thì chất sắt là máu đó, chất sắt là máu đó, Fe. Chất sắt đó cộng thêm oxy nó gọi là oxit sắt tan, là máu đỏ. Nếu thở ra là mất đi một oxy. Thở ra tức là mất đi một oxy.
và trở thành nhớ là máu đen. Còn một người mất oxy luôn, mất oxy luôn, thì trong người dư chất sắt. Như vậy là cái người này có thiếu máu không? Thế mà bác sĩ nói là thiếu máu nhưng dư chất sắt không được uống thuốc bổ máu. Đây là chuyện vô lý không? Mình thiếu máu nhưng mà bởi vì bác sĩ nói là chất sắt là máu rồi. Vì trong người dư chất sắt làm sao mà cho chất sắt vào được? Nó bổ máu là bổ bằng chất sắt. Mà người thiếu máu phải là dư chất sắt. Thì cái điều này Tây y không biết. Dư chất sắt thì bởi vì thiếu oxy. Thì dư chất sắt thì mặt nó xanh như là sắt. Bây giờ hít oxy vào mà không cần hít. Chứ người có chất sắt chỉ cần thổi ra thôi, thổi. Quý vị thấy tôi thổi mặt đỏ nè. Đây là mặt đỏ. Thì automatic kìa. Cái oxy nó vào, nó có chất sắt nó thành máu. Còn hít vào mặt sáng nè. Từ từ mà nó sẽ công đức. Mà từ từ nó trắng nhá. Từ từ nó xỉu. Người ta nó xỉu. Như vậy khi công là gì? Công phu luyện tập hơi thở. Tìm mọi cái công thức thở. Nhớ là tìm mọi cách thở và công thức thở để làm sao cho người mình có đủ máu, để làm sao cho áp huyết nó xuống, để làm sao cho đường nó xuống, để làm sao có mất cholesterol. Đó là môn của khí công y đạo. Anh bảo lấy tôi cái máy đo áp huyết. Đây tôi sẽ biểu diễn cho quý vị coi. Với lấy một tờ giấy thổi, tờ giấy lau để thổi. Những cái điều mà chúng ta học đó, là chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày để chúng ta tự chữa bệnh cho chúng ta. Áp huyết mà chúng ta đo bên tay trái như các bác sĩ thường đo, cái sợi dây này lúc nào cũng phải quay về tim, dù đó dưới chân cũng vậy, cũng phải quay về tim. Điều thứ hai, cái ống này này nó phải ở cánh tay trên, nó phải cong lên chứ đừng để xuống rồi, hai cái đỏ ở giữa này là sai. Đưa cái này lên nó phải về cánh tay trên. Và cái cục này nè, cái cục này nè, nó phải ở ngay cái chỗ này nè, là chỗ mà nó dễ bắt mạch nhất, để vào đây. Kéo đây lại. Cũng không cần siết chặt. Đấy. Cái vị trí là đây này. Không cần siết chặt. Nhưng mà cái áo phải kéo thẳng. Chứ đừng có để cho áo đổ bên trong. Chúng ta tay không được bóp cái này. Thả lỏng. Như vậy ta đo áp huyết bên tay trái. Tên của nó là máy đo áp huyết, là máy đo tim. Nhưng đo bên tay trái là đo cái chức năng hoạt động của bao tử. Các bạn nhớ đo bên tay trái là đo tim ảnh hưởng tới bao tử. Chúng ta có nhiều cách thở để làm cho áp huyết lên hoặc xuống. Sau khi ăn nhớ là thì bên áp huyết bên tay trái áp huyết phải cao, áp huyết bên tay phải là bên gan phải thấp. Thế là hệ thống tiêu hóa của mình rất tốt. Còn ngược lại, trước khi ăn là tay trái nó cao, sau khi ăn tay trái nó thấp. Thế là mình ăn không tiêu thì bao tử trở thành cái thùng rác, thế mà mình sẽ bị bao tử.
cái người mà theo luật quốc tế đó, tối đa nếu mà an toàn á là chúng ta người già từ 60 tuổi trở lên á đã tới từ 130 đến 140, tối đa chúng ta có thể tới được 150 là maximum, đừng để quá. Thật sự nếu quý vị là cứ 150 148 mà cứ đều đều như vậy thì đây cũng bắt không bắt uống thuốc, nhưng mà có lúc có lên 155 160, không xuống là phải. Còn cái này á, lúc từ 150 là khi mình ăn no, nhưng mà sau khi ăn mà nó tiêu hóa rồi thì là 140 158 157 156, thì cái điều đó là không thể là bị cao thêm. Vậy thì bây giờ tay trái của tôi là 147 trên 86 trên 98, tức là con số thứ nhất là khí lực của trong người, số thứ hai á là cái hoạt động của van tim đóng hay mở, số thứ ba là nhịp tim 98, nhịp tim bình thường là 70-80 thì cơ thể không nóng không lạnh, nhưng nếu nhịp tim trên 80 là cơ thể nóng, là vì do ăn đồ nóng như là cà phê, đường, tất cả những thứ nóng, ví dụ gừng, ớt, tiêu, hành, tỏi rất là đồ cay đồ nóng, rồi nhãn, xoài, chôm chôm, mít, sầu riêng, ví dụ là đồ nóng, hồng là đồ nóng. Nếu ăn một trái hồng, chúng ta phải thử ăn một trái hồng, bắt đầu đo lại từ 147 sẽ lên 157. Ăn trái hồng thứ hai 157 sẽ thành 167. Ăn trái hồng thứ ba cũng xuống dưới. Thế bây giờ muốn hạ huyết thì sao? Thì nguyên tắc cái số thứ nhất, áp huyết là áp lực khí đẩy máu đi, nó quá dư thừa. Bây giờ phải làm giảm bớt cái áp lực khí đi. Thì chúng ta chỉ cần cầm tờ giấy thổi cho mất khí đi. À, ta cứ thổi như vậy. 1 mà không dùng sức, tức là không dùng sức. Thế nên tại sao các cô gái Việt Nam ở thôn quê Việt Nam đó, các cô gái Việt Nam không cần phải son phấn mà vẫn má đỏ môi hồng, là vì một ngày thổi bếp cho bếp lửa nấu cơm 3 lần rồi, thế cũng thổi mà nó hồng lên, hồng lên, mà không bao giờ bị mình áp hết, mà lúc nào oxy cũng nhiều, tại vì thổi ra hoài, thổi ra hoài. Thế bây giờ mình mới áp dụng phương pháp đó, đó là một phương pháp. Phương pháp là thổi bếp lửa làm áp huyết hạ. Phương pháp thứ hai là cái bụng này nó to quá, giống như lốp xe, bây giờ phải xì cái lốp ra, thì bằng cách miệng là mình là cái van, van xì lốp xe, thì muốn nó phải xẹp, lốp phải xẹp, lốp phải xẹp, lốp phải xẹp, lốp xẹp, cứ tập ngoài cái van xì lốp xẹp. Bây giờ chúng ta tập nhé. Bây giờ quý vị coi này, nếu mà quý vị lát nữa, nếu mà ai có hai đau hết á, chúng ta để vào tay, chúng ta tập. Bây giờ tập hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là khi đau này vẫn để thảm cái khỏi này mà không dùng sức này, hồi nãy đó trên nguyên tắc nó ba loại thổi, thổi mà vẫn là thổi hơi ra nhưng mà thổi nhanh,
lấy kết quả nhá. Kết quả mà khi thổi nhanh thì chúng ta sẽ thấy thì sao? Bây giờ đó là 148/73, không phải để tập thử, trên 108. Nghe không? Kết quả mà lúc đầu đó là 147 trên 88 trên 88. Như vậy là giữa hai hơi thở mà nhanh thì nhịp tim nhanh. Mình phải học cái này. Giữa hai hơi thở nhanh thì nhịp tim nhanh. Vậy bây giờ mùa một người bệnh suyễn, giữa hai thở có nhanh không? Không. Nhanh chứ, suyễn không? Nhanh chứ. Một hơi ra, hơi vào, hơi ra, vào nhanh chứ. Chính nhanh như vậy thì khi khám một người mà trên 120 mà người không sốt, không nóng thì người đó là bệnh suyễn. Tại vì chưa mới đáp á, nhịp tim 120 á là đáng sốt mà nó lại không sốt thì vô phát luôn. Đây là bệnh suyễn. Mà càng nhanh bao nhiêu thì áp huyết trên thì càng cao bao nhiêu, và nhịp tim càng cao bao nhiêu, mà cái số này nó nhỏ đi, không có lớn. Nhịp tim sao? Cái nhịp tim chưa kịp mở, cái tim cái van tim chưa kịp mở, cho biết cửa chưa kịp mở, mới mở hé ra đóng vào, mở hé đóng vào, thì nó đâu có to. Cái cửa và cái van tim phải mở hết ra, rồi nó đóng vào đằng này, mới mở chút xíu, mở chút xíu. Vì thế anh chuyên á, mà mình khám áp huyết mình biết ngay số này cao, số này thấp và số này cao. Như vậy tức là nó giống như cánh cửa vậy này, cứ mở chút xíu cái này, thấy không? Thế bây giờ như vậy muốn làm nhịp tim thấp đi là hơi thở, giữa hai hơi thở phải chậm lại. Bây giờ quý vị nghe nè, coi lại nhá, coi lại nè. Bây giờ tôi thổi ra mà giữa hai hơi thở chậm lại. Hôm nay là mình học thực hành mà, thì tôi xem nhịp tim là bao nhiêu. Có vấn đề thở ra nhiều ít tôi không cần biết, nhưng mà giữa hai hơi thở nhập lại, chậm lại. Chậm lại mà không hít vào à? Nhớ không hít vào chỉ há miệng thôi. Không cần nhìn cái ông đó làm chi, nhìn đây nè, học đây là học hay học, là học ông đó học đây chùa mà học đó làm chi, đang nhìn đây nè, ông đó là đâu có gì đâu học, trước sau ông đi ngang ông đưa cho mình thôi. Các vị thấy mọi người học trong lớp á, nhìn trên bảng thầy không nhìn, nhìn ra cửa sổ. Học là đang học tôi nè. Thì với cái điều chậm như vậy thì mình sẽ, quý vị sẽ thấy đang từ 108 nó xuống 142. Chứ xuống ta phải thử đấy, 142 trên 68. Được
chưa 90. Như vậy thở nhẹ như vậy thì nhịp cái van tim nó xuống, tại vì không hít vào nên van tim nó không có mở ra được. Vì thế có người, tại sao thầy ơi cái số này thứ hai tôi thấp quá, là vì cái người này không chịu mở rộng tim ra. Đó, như tôi mà thổi rất là nhẹ thì cái cửa tôi mở rất là nhẹ, nhưng mà số này thấp. Bây giờ rất nhẹ giữa hai nhịp, giữa hai nhịp thôi, chứ phải mạnh cái này để làm mất khí đi, nó còn dư khí làm mất khí đi, phải tập chứ. À bây giờ là muốn nhẹ là giữa hai nhịp thì nó nhẹ rồi đó, thì chúng ta thích nhịp ta nhẹ, nhưng mà cái hơi phải ra cho nhanh cho mạnh để bớt khí ra đi. Rồi cái mạnh không, xong mình chờ này. Nhẹ này, tức là giữa hai nhịp là chậm này, nhưng mà thổi á, thổi mạnh hơn này. Tức là quý vị đang học cách thở từng cách, mỗi một cách quý vị ghi thành một công thức, biết là cách nào làm cái số nào lên, cách nào làm số nào xuống. Bây giờ là một cách khác. Nếu chúng ta đi ngoài đường mà tích thực tự nhiên thấy người khó chịu, đầu khó chịu, mà lúc đó mới uống thuốc rồi mà uống thuốc hạ rồi mà thấy đầu khó chịu, chúng ta phải làm sao? Cái nhịp tim thì không cần thiết đâu, lúc đó cần cái số này nó đang lên 180, 200 nó sẽ bể mạch máu chết. Thì chúng ta phải thổi, thổi nhanh tức tốc 20 lần, thổi nhanh thổi mạnh. Làm việc thổi nhanh thổi mạnh nhé. Chưa đo, bây giờ không đo nhá. Mà ngồi xuống, nếu mà đứng mà thổi ra xíu, ngồi xuống. Vấn đề là áp huyết với tiểu đường đối với
thấy cầm không sợ, đang lên cho xuống, đang xuống cho lên, xuống rồi lên được. Nhưng người thứ hai cái tỉnh xỉu phải cho nó lên. Nghĩa là quý vị đang áp huyết 180-200, thổi nhanh lên một cái, khi áp huyết xuống dưới 145 là an toàn này, không có chết được, còn không chết liền, đứt một cái chết liền. Và muốn biết tại sao chúng ta áp huyết cao, mặt đỏ, trán nóng. Đấy, rờ coi. Ông áp huyết bao nhiêu mấy không? Áp huyết bỏ bao nhiêu mấy không? Đó, ông lên đây. Đấy, nhìn thấy mặt đỏ rồi. Mặt đỏ, trán nóng. Cao. Ông lấy một cái ghế lên lấy kia đi. Đó, ông ngồi đây. Thứ nhất là ông này là người nóng tính, thứ hai á hơi thở không có nên áp huyết nóng, nhịp tim cao, nhịp tim cao là người nóng thì da khô thì sần sùi, tức là gan ông này á là có bệnh, có vấn đề áp huyết do gan, da khô nhám là vì không, tại vì người ta rất thổi mạnh đó, là làm mạnh cái thận, thận khí sẽ ra da, làm cái da tươi sáng mát mẻ lại. Còn áp huyết cao và da sần sùi này là ông này không bao giờ chịu thở, chỉ có nén hơi vô, chỉ có giận dữ la lối kiểu đấy thì là đấy là cao. Và quý vị nghe, khi đầu máy nó nhồi hai lần là cholesterol đóng ở trong vách thành tim chứ không phải là cholesterol trong máu. Thầy có nhiều người cãi tôi, thầy nói áp huyết tôi cholesterol cao tôi không chịu, vì áp huyết vì thử máu á là trong máu tôi không có cholesterol. Nhưng mà nghe lại này, trong máu không có cholesterol có nghĩa là giống như cái chậu rửa chén á, hôm đó ăn cơm toàn là canh với nước không à, không có tí mỡ nào, thì đương nhiên rửa chén thì cái nước chén đó thì nó không có cholesterol không? Thì cũng như vậy, thì khi mình thử máu trong máu không có cholesterol, nhưng mà trong cái ống mà rửa chén á mấy chục năm có lại đấy, thì cái cấu bẩn nó nằm ở trong ống á, có phải nó làm nhẹ đúng không? Đấy. Vì thế mà cái cholesterol đóng cục, đóng cục cơm á, cứng cho mình. Thấy khi nó đang bơm, máy đang bơm, cái này là đang bơm, thì cục nó cứ trôi qua. Nó nghe tới đây một cái, máy đâu bắt được nữa đâu. Nó phải xả ra, để cho cục nó xuống, rồi nó mới được bơm lại. Thế gọi là máy nhồi. Khi gọi máy nhồi là đã có cholesterol đóng ở đây rồi. Nhưng mà chưa có, nếu mà mình không chịu học cái máy đó biết á, thì mình không biết. Nhưng mà tới cái tình trạng thứ hai mà để cho mình biết được á là lâu lâu nhói tim như là cái kim đâm cái sống thoáng qua thôi, đó là nó lại đang phòng chạy qua đây rồi, nó nhói một cái mình không mừng chút xíu nó hết. Nhưng tới khi mà cái tình trạng nó xảy ra nhiều lần, nhói nhiều lần mà nhói lâu chứ không phải là không phải thoáng qua nữa, là lúc đó là gọi là hát ăn tách, đang đương vừa cái nhầm ăn cái thì cái cục nó chạy lên này, vì cái là khí này đấy. Cái nhau giận nhau khi để ôm một cái chỉ xuống kêu chứng một mồi rồi vô mồi liền nếu một chết, tại vì ông này đã có triệu chứng rồi. Cái mã huyết ông một là 152 nha. Trong khi đó nhịp tim đã nói rồi, nhịp tim trên 80 là nóng mà ông 96 là nóng thì tay nóng rồi. Bây giờ ngược lại, cái chán nóng á là bởi vì những người nóng á, nóng chán á là ăn không tiêu cho bao tử. Thế nên khi một người ăn cơm xong mà đau đầu, nhưng mà hỏi đau đầu chỗ nào, đau đầu chán, thế là do ăn không tiêu. Hỏi đau đầu ở đâu, đau đầu sau cái là do gan nóng quá. Thế phải nhớ những việc đó. Đau đầu hai bên là gì? Là do túi mật, làm việc không đều. Và lúc đó gọi là rối loạn tiền đình, tức là bên cao, bên đau, bên không đau. Thì gọi là migraine, nó đau nửa bên đầu. Và đi làm quả, đi nghiêng bên và rối loạn tiền đình, đi là chóng mặt xây sầm. Thế bây giờ đó, ông thổi cho tôi này, thổi ông nghĩ, ông cứ thổi lại đi, thổi cho bay từ đấy một, ông nghĩ, tôi đưa từ dưới ra mới thổi.
Chút xíu chúng ta phải tập thử hết. Bây giờ của ông ấy, bây giờ của ông là 141 bề 7 chứ 2. Lúc trước là 152.83. Và bây giờ này, ông muốn cho áp suất trở lại bình thường, ông phải đọc cái gì? Thứ nhất, muốn cho suất này xuống, thổi mạnh hơn nữa, hoặc là mạnh nữa, hoặc là dài hơn nữa, dài hơn nữa. Và số này xuống á, là giữa hai hơi phải chậm lại. Tự nhiên áp suất xuống, bắt đầu làm lại nhá. Đó là mình học cái là để biến quy luật thì tí mình được rồi, dài hơn nữa rồi chậm lại, không chậm lại, tức là hai miệng chờ thì cái nhịp tim nó xuống rồi, hai miệng chờ thôi, không hít vào, ông hít vào là áp huyết lên rồi thì hai miệng chờ đi. Mạnh hơn là cái tờ giấy phải bay nhiều hơn, chưa bay xa quá, xa thôi, mới bắt thổi dài chứ, chứ nếu thổi gần thì áp được cao. Mình thấy có nghĩa là càng xa áp huyết càng thấp, tại vì phải đủ sức, càng xa áp huyết càng thấp. Giống anh như cũ, không thể nói giống như cũ. 141 từ 142, 91 thì 92. Xa tức là nó lâu hơn. Đứa nó bay lâu hơn. Mà không mệt. À, nghe này, nghe lại nhá. Quý vị coi này. Những người áp rất cao mà quý vị để ý người ta thổi, quý vị để ý này, trời học không chúng nghe này, người ta biểu diễn bằng cái miệng, người ta có cái miệng lát tôi xong rồi ngó nó đoạn thôi gì, học đây là bằng cái bằng mắt mà nhìn bằng tai, nghe bằng tai, nhìn bằng mắt cái miệng thôi nè. Khi một người áp huyết cao mà chưa bị stroke nhưng mà có dấu hiệu stroke mình, tại vì quý vị không biết thôi, mà người ta nói thì không có bị méo, nhưng khi ta thổi đó, ta là sắp stroke, nhưng mà người ta để bình thường đâu thế đâu. Đấy, chúng ta cần phải học. Chứ nếu tôi nói xong cứ phải quay chỗ khác, đâu có biết ông thầy nói gì, ông thầy biểu diễn cái gì. Thì ông này cũng có cái tình trạng đó này, chịu thôi. Miệng hơi méo này, nhưng mà ngồi không có méo. Xong rồi từ từ á, bắt đầu thấy tê cái da mặt, thì bắt đầu bên đây từ từ liền, thì bắt đầu á, nói chuyện thì nó hơi thôi. Nói chuyện thì hơi thôi. Thì bên đây bắt đầu cứ giật giật thỉnh thoảng, giật 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 giật.
mà bác sĩ đông y hay tây y không đều không biết. Vì thế cái tập thổi cái này chỉ cần tập thổi đứng trước gương mà thổi sẽ biết mặt mình làm sao. Và ông này hôm nay hoàn hồ quá đi. Hoàn hồ nè. 182, 7489. Hỏi rằng nếu ông uống thuốc có nhanh như thế này không? Mà uống cứ uống thôi thì đâu biết là cái mạng sống mình ấy chỉ phó mặc cho bác sĩ như vậy ẩu thôi. Thành tôi nói quý vị này, phải đi mua một ông bác sĩ này này. Mua ông bác sĩ này này. Thế ủa tại sao khó chịu quá? Đo liền xong rồi mình đã học các phương pháp rồi. Phương pháp nào làm cho nhanh nhất là phương pháp này. Nhưng mà nhanh hơn nữa là gì? Quý vị thấy nó còn cái mà nhanh mà an toàn. Tại vì lâu lâu á chúng ta mới giống chúng ra là lâu lâu thổi chung nó mới xuống, thổi chung nó lên. Tại vì không đều. Tại vì bây giờ tự nhiên ra mặt con bây giờ nó tươi, nó đỏ như đỏ tươi chứ không phải hồi nó đỏ bầm, tức là có chỗ nó đỏ, có chỗ nó trắng, có chỗ đen, nó tươi. Vậy ra bây giờ cái da tay sờ là bớt khổ. Thế thì cái hay nhất là gì? Vì thế mà ngoài cái sức của chúng ta là thổi ra thì chỉ bằng chúng ta thổi bằng bài hát. Và cái bài hát á thì bài hát chúng ta chế thì là ta tự độ cho chúng ta thôi. Bây giờ kiếm thượng đế độ cho chúng ta. Vì thế gọi là con xin cầu nguyện, nghĩa là ánh sáng toàn năng toàn giác của vị thượng đế nó ban cho con để cho con tâm con bình an. Thành như nếu mà mở đạo Chúa đó, nhân thanh cha và con và thánh thần, hôm nay có thể là ăn đọc đều không? Có phải hơi dài không? Hơi dài không? Và đạo Phật này. A di đà Phật. A di đà một hơi. Tự nhiên hơi rất đều, và rất nhẹ, và rất dài. Đọc Chúa. Và bây giờ ông đọc Phật đây, đọc Chúa. Đọc Phật nhá, bây giờ ông đọc từ từ thôi, thế gọi là cầu nguyện. Thì ông đừng có để ý gì cho ông đọc. Tất cả mọi người đọc theo tôi này. A di đà Phật. Sai. Hai hơi à, hai câu mới là một hơi, thấy á, đọc luôn chứ không được há miệng, phải há miệng là hít vô rồi. Thầy đọc này. A di đà Phật. A di đà Phật. Thế là hết hơi rồi thì mình cho hơi nó ra hết. Còn mình á, a di đà Phật, thì tức là mình là ngắt thành hai hơi rồi thì nó hơi nó ngắn, mục đích cho nó hơi dài. A di đà Phật. A di đà Phật. Thế đằng sau còn hơi gì? Thì một là ta làm câu thứ ba cho liền hơi, hai là hết câu thứ ba xả ra. Phật A Di Đà Phật. Tức là cái sau giống như mình đi skate ở dưới nước đấy. A Di Đà Phật. 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 Cái hát được là hát hai câu hai câu sau nhá. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hát được ra câu là không phải ra câu khác đấy nhá. À đây hát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hát được ra thì không hát. Hát được ra không hát được đâu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hát được ra nó có câu hát chứ. Ông không cho hát nào, ông cứ đọc như vậy thôi. Ông đọc 4-5 câu rồi. Hai câu một hơi. A Di Đà Phật. 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 Rồi hay ạ. Tức là lúc phá miệng này hít vô rồi. Hát miệng là automatic hít vào. Và bây giờ đấy từ ông hát đó, là ông 138, 89 và 91. Đây là mới tập hát có một lần nó đã xuống rồi. Nếu chúng ta hát suốt ngày thì sao? Không bao giờ dư khí. Dư khí bao nhiêu cây mới cao? Mà không bao giờ dư khí thì làm sao nó cao nổi? Thấy không? Cái máy này cho biết là dư khí. Còn thường thiếu khí là mình tưởng như thế thôi.
chứ cái máy cho biết dư khí tiêu khí chứ, bà đo máy đâu biết nó thường được, nó sao biết thường thì cũng phải lấy máy đo biết, thì cuối cùng khí quá cao. Hả này. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Thứ hai để chút xíu quý vị biết ông này có cái phốt gì. Thứ hai là nhìn vào đâu á. Giữa hai câu không chịu há miệng thì em đọc lúc 4, 5, 6, 6, 7, câu 8, 1, lúc như vậy này. Như vậy có nghĩa là nếu mình cũng không biết mình đừng tưởng áp nó xuống. Chỉ trong một ngày những câu nói của mình và những cái giận hờn của mình, la hét của mình là áp nó lên mà mình đâu có đo đâu. Thế là mình vẫn chết rồi. Cái hơi nó rất quan trọng. Chỉ đọc có thế thôi mà nó cứ lên, mà từ từ nó lên, nó lên, nó lên, nó lên. Như vậy là khi còn là gì, là biết cách thở và kiểm soát hơi thở. Một kiếm khí công là gì, là kiểm soát hơi thở này, trầm nhẹ sâu lâu đều bình thường. Những cái điều kiện đó là điều kiện của hơi thở. Chậm này, đấy phải chậm không? Không, nhẹ là đọc nhẹ này, tức là vừa chậm vừa nhẹ đấy nhá. Lâu là đọc hoài, không nghỉ. Còn sâu là gì? Sâu là gì? Sâu là với đọc như vậy là phải để ý tới cái bụng, chứ đừng để ý tới cái đầu. Bây giờ lại thêm một cái nữa, để ý tới bụng. Tại vì khi mình đọc sâu thì cái bụng nó không xem. Thế thì hay với mình, để cái sâu này, cái sâu này. Thổi ra thì bụng nó phải mềm lại, chứ là nó mới hết hơi chứ, thì còn sâu chứ, tức là lấy hết rồi, còn này chỉ lấy hết ở trong ngực ra thôi mà không lấy ở trong ngực. Sau này thế rồi đó, buông ra đây là phòng lên này. Sâu có này, nhẹ có này, chậm có này, còn lâu rồi gì, tập suốt ngày. Bây giờ đó, bây giờ ông bắt đầu kiểm soát cái sâu của ông. Ông cứ thuật, ông cứ hát bình thường, và tự nhiên thấy cái bụng ông cứ sẹp dần. Nhìn chung quanh cái môi của ông nhé, cứ hát đi. Nhìn chung quanh cái môi ông nhé, nhìn kỹ vào.
xong. Quý vị đã thấy nhìn trên mặt và ông phải nhìn bụng ông có cái lỗi gì mà tại sao ông lại là 146.88 146.88 và cái này là 100. Vì thế chúng ta học khi chúng ta quan sát biết thành ra tôi không cần máy đo thì chỉ nhìn một người thở tôi biết ngay là người ta biết tốt hay xấu, là vì đã từng quan sát nhiều người rồi, đã từng quan sát mấy chục năm rồi. Bây giờ quý vị để ý nhá, bây giờ để ý cái bụng này đấy, để ý cái bụng ông ấy, xong rồi đáp là để ý cái miệng ông, bây giờ để ý cái bụng trước để ông ha, để ý cái bụng nhá, nhìn cái bụng á, để tay vào bụng trước. Nhìn cái bụng kìa, không chịu nhìn bụng. Đây, quý vị nhìn mà người ta biết đúng hay sai là tôi chỉ quý vị này. Tôi dạng làm sao? Hai câu với một hơi thở. Thì ông nhìn thế này. Thế thì người ta gọi là gan nóng, số cao gan nóng thì người ta đủ một loại thuốc gọi là mát gan. Thuốc mát gan. Tây đâu có thuốc mát gan, tây không có loại là thuốc bổ gan hay bổ phổi bổ tim nữa, bệnh thì chữa chứ không bao giờ có thuốc bổ. 148.79 đây, cái này bây giờ là 148 là đúng này, vẫn là 148 này, 79 này, nhưng mà cái số này rất tốt rồi, số này 90 thổi đó, không biết giờ phải thổi tiếp tục. Tôi muốn người ta thở dài đó thì chỉ ra xa nữa, càng thở ngắn bao nhiêu áp nó càng cao, mà càng thở dài áp càng thấp thì khí ra hết. Bây giờ cái này 147, 81 và 84 nó xuống đây.
Như vậy áp huyết là gì? Là hơi thở ở trong người, sức ép vào con người thì phải cho nó xì ra, thì không bao giờ phải uống thuốc áp huyết. Mà cứ ngậm miệng lại là dù có uống thuốc áp huyết cũng vậy thôi à. Vì thế mà 143, 80, 84 không hít vào, chỉ há miệng thôi. Ủa, quý vị thấy tự nhiên nó thành một cái thế gì đây này, cái quý vị coi này. Có nhân trai đấy. Thứ nhất, nó gọi là tài chi tiệt sử, nó như thế này rồi, có mày cho đó. Còn nó các máy kiểu đấy, anh dùng sức rất ít, mà đó đi nhanh. Thì phải đi dài chứ đi ngắn này thì thuyền đâu đi nhanh được. Nhưng mà đi sau là đi bằng cái chớn, chứ phải đi bằng sức. Còn mình dùng sức hết này, dùng sức có một nửa thôi, không một nửa nó chớn đi, cái động tác nó trèo lên. Chỉ tập thế này không mà áp huyết. Thế nhưng mà quý vị lại không hiểu tài chi là gì, hay quý vị không có thở, quý vị bắt trước này. Ở sau là tôi tập sau áp huyết nó cao lên, tập là khí trong người nó vận chuyển, nó không có lối thoát, thì nó cứ chồng chất lên, nó cao. Rồi bây giờ áp huyết này, tuyệt vời, 130, 83, 81. Nó phải giữ lại hồn chút xíu chứ, nếu mà nó mất hồn nó không kìa. À, 130. Nghe chưa? Như vậy thì nếu ống thuốc ống muối thôi, xả ra cười em nổi. Bây giờ mới thấy nụ cười, bây giờ mới thấy nụ cười vui. Kể tới đây là mọi người cứ nhìn nó làm cười thôi. Hồi nãy nói gì cũng không cười. Bây giờ vô đại học vui lắm, thỉnh thoảng nha, trước có gì nha, thầy Ngọc phá chấp. Nhiều khi nói, nhiều khi ở nhà mình tự ái gì đó, phá chấp nhiều cái hay lắm nha. Chứ không phải là thầy Ngọc rất là tế nhiều, đó là cái phá chấp nhưng mà không thiêu nữa nha. Nghĩa là phá tướng, phá chấp cho phá chấp. Phá chấp cái tướng mình sai, thành ra mình phải sửa cái tâm này là phá chấp. Không cười thì phá là phải cười. Thưa thầy và kính thưa quý vị, thầy thực mà nói là tôi không ngờ là cái cách đo áp huyết nó có thể hiện được những các cái kết quả ngoài sức mong muốn của tôi. Còn quý vị nhận xét làm sao thì cũng là do quý vị. Nhưng sáng nay thầy thực mà nói là tôi cũng có ăn một món ăn mà hơi có mỡ, và kế đến là uống một ly cà phê. Thành ra cái lúc đo đầu tiên thì thực sự mà nói là tôi cũng không muốn há miệng ra để cái hơi thở của tôi lây lan đến người xung quanh. Đó là cái thông thường của tôi. Nhưng mà nếu mà nói nụ cười đó thì ngày nào tôi cũng cười nhiều hơn là ngậm miệng. Các bác có vợ tôi bên cạnh thì biết, và bạn bè cũng thấy tôi thường cười nhiều hơn. Do đó tôi cũng quan niệm là cười là người thang thuốc bỏ. Nhưng hôm nay được tiếp nhận cái cách đo huyết áp của thầy Ngọc thì tôi thành thực mà nói là rất là ngưỡng mộ, và tôi sẽ áp dụng thường xuyên để đo. Mỗi khi có chuyện gì về tinh thần hay là tính tình thì cái đó, kể cả ăn uống thì tôi cũng sẽ áp dụng theo phương pháp đó và sẽ áp dụng thường xuyên hơn. Và cảm ơn thầy Ngọc. Và bây giờ của ông là ông Nguyễn Minh Cường. Ông Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Minh Cường, quý vị đã học rất nhanh chút xíu và đã có những cái sự là biến chuyển thân tâm. Quý vị cho một tràng của ông thầy. Hai đồng tư rất là tươi, quý vị thấy không? Tươi rất là tươi nhã. Đấy, quý vị thấy rằng tất cả chúng ta, bất cứ cơ thể có cái gì khác lạ nên hỏi ngay hai bác sĩ ở nhà, là máy đo biết và máy đo đường. Chứ đừng có hỏi ai ấy. Hỏi người ta thì chậm được. Có một cháu bé 3 tuổi, 3-4 tuổi đi lấm chấm. Thì có cái ghế dài thì mẹ nó hay để cái rổ trái cây. Thì hôm đó là cái rổ nhãn, thì mẹ nó bếp trong bếp đó. Nó bóp nó ăn.
thì mẹ bảo cháu nó ăn nhẵn, quen thường xuyên quen lắm, cháu nó cứ nhầm ra, nó cắn cho nó nhầm được cái vỏ đó ăn. Thì bà coi chuyện là bình thường, nhưng mà bà cũng không để ý nữa. Nhưng mà hôm đó tối cháu nó sốt, nó sốt mà không có cách gì hạ sốt được. Và đêm rồi, sáng đi bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình vừa khám 41 độ mấy, 42 độ, vội vàng kêu chứ mà một tới ngay tới phòng mạch chở đi vào nhà thương, cho nó vô sốt. Thì bác sĩ mới tưởng là cháu bé chắc là sốt viêm màng não, kẹp mấy máy móc vào đầu rồi cho máy điện tâm đồ để nó đồ chạy tùm lum, thì thấy quả thật nó chạy rối loạn hết. Thế là cháu ngộp thở, ngả oxy, và tự nhiên nó mê man, mặt tím bầm lên, đỏ bầm lên, tay chân sưng vù lên. Rồi một tuần tìm không ra bệnh, nghĩa là một tuần không có cái gì hạ sốt được, không cái gì hạ sốt được. Một sốt của cháu bé là bao nhiêu? Cháu bé có 3-4 tuổi, mà áp huyết của lên lên 150-160, bác sĩ không có gì hạ. Chả lẽ cho áp, cho con nít uống thuốc áp huyết, đâu có thuốc áp huyết là con nít, thì cứ bảo là viêm màng não thôi, thì cuối cùng chữa không được. Thì mới nói rằng là hội đồng bác sĩ gọi là hội chẩn, thì quyết định thôi trưa mai rút ống cho nó chết. Thì sáng có cô bác của nó quen biết tôi, nghe tao nói thôi chứ chưa có biết mặt, tới cửa phòng mạch của tôi gõ cửa rầm 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 rầm, thầy thì cứu cháu con. Hỏi nó gì cứu, cái cháu con nào ở phòng, đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói là chưa, mà trưa nay này là rút ống, tới hôm qua nó từ hôm qua trưa nay rút ống. Thầy nói thầy cứu rồi đi, rồi tao đóng cửa phòng mạch, cái tờ giấy cáo thì xin cáo lỗi bệnh nhân vô lòng chờ tôi đi vào bệnh viện thì chưa cứu người. Cái bệnh viện thì các phòng nó kín, cái này máy móc đầy, trên đầu nó đầy, trên chung quanh giường đầy, trên này hai bác sĩ đứng đó, một y tá đứng đó, trong cái phòng nóng hừng hực, người nóng hừng hực. Bây giờ làm sao chữa, cái người của mình đâu có quyền được chữa trong đó. Thì chưa tỏ là nhớ là bà nói với là tôi là ông của cái thứ con nhỏ đó, ông ở thăm cháu thôi, thì vào thăm thì nhưng mà thầy chữa đâu mà chữa được. Nhưng bây giờ làm sao mà chữa được ấy, tôi mới nói là bây giờ tôi là người thầy thuốc của Việt Nam, ông cho tôi khám bệnh cháu được không? Mà được, tôi mà thuốc cho được. Có phải tôi mới lấy cây thất kinh châm rồi đó, và đây là tôi dùng cái cây này tôi khám cho phải tôi khám đến hai sáu hai. Cái cây này không có hại gì, ông vào không có đau, không đứng, không có điểm lỗi gì. Đẩy ngay vào việc thiên su là việc bên cái cạnh rốn, đây là cái rốn, ở đây là cái hướng vú kéo xuống, chỉ chườm thôi, đẩy về thiên su, đẩy vào một cái đó, cái bắt đầu cái huyệt nó chạy, cháu nó cuốn người lên một cái, trong bụng nó kêu bộp 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 bộp, nhiệt độ xuống, áp huyết xuống, bắt đầu nó thở được. Thế tôi mới nói với bố mẹ nó, con mà cho tao ra, chút xíu bác sĩ hỏi tao, tao làm cái gì vậy? À, nó sống được đấy. Thế tôi đi vào. Thế nó sống. Nó sống xong rồi thì chuyển nó ra phòng ngoài. Thì nó là trẻ em thì chuyển sang bên phòng nhi khoa. Thì ra cho một cô bác sĩ Việt Nam, cô bác sĩ Việt Nam thấy khám không có bệnh, hết số rồi, không có bệnh. Thì hỏi cô là bao giờ cháu có thể về được, thì cô bảo ở đây 2 ngày để phục hồi sức khỏe cho nó, cho ăn uống tẩm bổ nó về. Thì được 1 ngày rồi. Ngày hôm sau bác sĩ bên màng não đó, và phòng cô chạy sang, nó đấy, đưa con nhỏ sang để khám lại cái não, thế nó giữ luôn nhỏ lại. Nó cứ chữa não không à. Thế bây giờ con nhỏ tự nhiên bà bác nó lại bảo phòng mạch lại có cửa, thế cứu cháu còn sao cứu gì nó đây. Bây giờ con đưa tay lên mắt nó mà nó chả nhìn thấy gì cả, thế ơi mắt là hư nó nhìn gì cả. Xong rồi lát nữa mai mốt bà sẽ bảo bố sao, thế thầy vào cứu cháu còn sao rồi.
giờ cho nó liệt luôn, thầy nói hết đứng rồi, hết đứng rồi. Thôi giờ cháu nó bị mổ đừng rồi, cho ăn đừng rồi, nó nằm ở đống rồi, hết đứng rồi, hết bây giờ hết nhúng rồi. Nó bảo tại vì chơi chỗ nhầm, tại vì nó chỉ có bị tắc đường ruột, vì ăn nhãn này, nó tăng nhiệt độ bây giờ, nó sổ rồi, nó ỉa rồi thôi chứ. Nhưng mà không, nó không chịu, nó bảo là con nhỏ này tiêm bằng não, nó chữa não bây giờ hơi liệt luôn rồi, nhưng nó hư luôn rồi. Thế gọi là sao mà thầy chú được một vô bệnh viện não là không được quyền vô, bởi vì não mà đụng tới bằng não của nó là máy móc tùm lum đó, mất quyền máu não chết rồi. Thôi bây giờ phải, khi nào mà nó được về đó thì mới chữa. Thì tới khi mà ráng năn nỉ nó thì nó bảo cho phải chơi cuối tuần thôi nhá. Thế cuối tuần nó vừa từ bệnh viện nó xách đứa nhỏ vào phòng mạch, nó chờ làm xong chưa, cái bụng nó đeo một túi bao tử giả ngoài này thì làm sao mà nằm úp được, mà cái mông của tôi là phải nằm úp, làm sao mà nằm úp được. Thôi mày đi về mày đắm cho tao một cái bàn bề dày như này này, cái vuông này xong ở giữa khoét cái lỗ để cho nó nằm xuống. Thì tuần sau á, nó mới đắm cái bàn để đó, nó lại xin phép bác sĩ cho về. Cho về thì mình lấy cái tay vuốt cái đường cọc số nó thẳng ra, rồi đè cái chân vuốt thẳng lưng ra, thế là con nhỏ lại đứng được rồi lại vô bệnh viện. Bây giờ bệnh viện không cho về nằm luôn, hay là 3-4 năm rồi. Thế nhưng mà người thực vật đấy là sự chữa lành của bác sĩ, nó chỉ sổ xong là xong rồi, lại còn như người ta mặc não chi nữa, chữa tùm lum cả. Bởi vì áp cái con ý mà ăn cái nhãn vô là nó ăn một rổ nhãn, thì chỉ là một rổ nhãn thì 10 trái nhãn là lên 10, mà áp của nó chỉ được quyền là 95 thôi, mà nó lên 100, 200, 300, 400. Vậy thì quý vị cứ việc uống thuốc chứ không ăn nhãn đi. Thầy như vậy đi. thầy chữa bé đó ở bên đây hay là bên Việt Nam không? Ở bên Canada. Đó Canada đó, để mà có người nhiều. Họ thắc mắc Việt Nam thì cho về rồi, ở nhiều quá tốn tiền. Còn bên đó thì họ chỉ có tiền thôi. Canada mà anh cản mà không cho về, anh cản nó không cho chữa nó, anh bị tù. Đó. Thì tất cả những đứa trẻ là mà dưới 18 tuổi, tự nhiên là giống như là cộng sản, tự nhiên là con nhà nước. Đó. Nhà nước rất là săn sóc, nó rất là kỹ. Bây giờ cấm. Các nơi đó đang theo dõi đó, thành ra tư nó đúng vị ngồi cho nó đẹp đó. Anh cấm cản một cái là nó bắt anh, ngay cả khi em bị bệnh lao chẳng anh mà không mà uống thuốc à, nó nhốt anh vào tù để cho anh uống thuốc lao. Cứ phải muốn uống thì uống rồi thôi. Anh ơi, có nhiều chuyện sự mới là coi như là săn sóc, mới là coi như tận tình quá đáng. Có một bà bác sĩ, có người chồng bị ho, khám thì không phải ung thư phổi, chỉ bị ho thôi. Đi vào bác sĩ khám là bị ung thư phổi. Bà bảo, tôi là bác sĩ, mà ông là chồng tôi, ngày nào mà tôi chả khám ung thư phổi, không có vấn đề gì cả. Bác sĩ kia ra bảo, bà là bác sĩ chuyên môn hay tôi là bác sĩ chuyên môn? Đuổi ra ngoài, chữa xong ông chết. Nhiều khi Tây cũng sai lầm nhiều lắm chứ. Vì thế muốn tránh sai lầm chúng ta phải sử dụng ông bác sĩ này. Vì thế bất cứ cơ thể mình có cái gì khác lạc ở đó liền. Và mình học cái lý luận tại sao nó như thế. Cũng như ở đây này, tại sao như thế này. Tại sao như thế này, tại sao như thế này, tại sao như thế này. Nếu không biết tại sao mà thế là áp huyết cao rồi. Thôi bếp lửa. Cứ thổi. Mà chạy ra thổi bếp lửa thì mệt, một kỳ đâu có thì giờ thổi bếp lửa thôi, vẫn cứ làm việc mà hoàn to free for five. Nếu mà là đạo Công giáo thì hát chơi cho vui, còn đạo Phật thì như ông này cũng không có mở miệng, ông cứ nhìn một người không mở miệng là nguy lắm, sẽ chết lúc nào ông hay. À, bây giờ này, qua cái thắc mắc về áp huyết đồng, chúng ta qua bài học mới. Bây giờ áp huyết đo hai chân. Tuyệt vời. Câu thở là tuyệt vời. Tại sao xuyễn này? Câu hỏi đúng. Tại vì quý vị không biết cái danh từ chữ xuyễn. Đấy, cứ tưởng quý vị tưởng là bệnh nặng. Xuyễn là hơi thở ngắn mà chỉ thở vào mà không thở ra. Hơi thở ngắn và nhanh nhưng chỉ thở vào mà không thở ra.
người có biết bây giờ chúng ta làm nghịch lại nó chỗ nào vào cho nó ra vào mà không ra mà nhanh thì như vậy áp huyết cao và thì không cần biết chuyện đo áp huyết mà thấy cách thở như vậy thì kết luận là chuyện gì bây giờ rõ ràng nó cao này. Như vậy thở ngắn nhanh là áp huyết cao. Bây giờ quay trở lại áp huyết là áp huyết cao. Bây giờ phải đổi lại dài ngắn bây giờ phải dài nhanh thì bây giờ phải chậm thì còn đâu mà chuyển nữa, bởi vì chuyển là không có sức để thở, chỉ có vào thôi. Bây giờ ráng chưa kịp hít vô đã thổi ra, chưa kịp hít vô thổi ra tự nhiên áp huyết xuống thế. Như vậy là suy là vì không kiểm soát tư tưởng để thả mặc nó, cũng như cái máy nó rung, cứ để thả mặc nó rung, nó rung đến nó lọc óc hết, lọc chân đấy hết, lọc hết. Và phải đấy là trong những số này thì số nào có người già nhất? Tiêu chuẩn của người già trên 60 tuổi đây, và tiêu chuẩn của người dưới 60 tuổi đây. Thế nên suy là gì? Thằng nha tôi chế cho mấy đứa nhỏ đó, một cái trong trống mua ở tiệm 1 đồng thổi. Cái trong trống nhỏ này và mà thổi chơi có trống nước ngoài đừng bao giờ cho trong trống nghỉ nhưng hít vào thì làm sao có hơi mà trong trống nó quay nó quay thế phải thổi ra chứ xong rồi từ từ đưa xa tức là hơi dài đó sao dài đó từ nãy ủa nửa tiếng sau xong cái mày chuyển nó hàm chuyện trong trống đâu biết chuyện là gì đâu đó. Phải chế nó nhá, chế nó cái trong trống. Chế cho trẻ con, chế chuyện đó, tôi chế trong trống rồi. Cứ ra tiệm mùa đồng mua trong trống về, mua những dây kẽm về làm cái trong trống rồi. Đứa nào có chuyện hay là ngay cả người bán cao đó, tôi cho bà đó, bà về bà thổi tốt này cho tôi. Rồi xong rồi bán hết xuống, hết chuyện. Thì cũng là theo nguyên tắc này, bởi vì khi anh càng thổi bao nhiêu mà áp huyết anh xuống đúng tiêu chuẩn thì hết bệnh. Thế bây giờ anh có tập hay không? Nó bảo có, nhưng anh tập đủ hay thiếu tôi không biết, nhưng mà xin mời ông đo áp huyết. Áp huyết ông bây giờ vẫn còn 150 đại khái, vậy là ông tập chưa đủ đô. Thì mặc dù là có xuống là về 180, thì từ 180 ông không biết đo, nhưng ông thấy trạng ông thấy khỏe gì, nhưng mới đo mới còn 150 thì chưa đủ tiêu chuẩn, ông phải tập nữa. Rồi con bình yên là con hỏi gì nữa không? Hỏi cho xong cái bệnh áp huyết đi. Thầy áp huyết ở trên nó bình thường, mà ở dưới nó cao. Dưới cao là số thứ 2 cao hay số thứ 3 cao? Số thứ 2. Nó cao. Rồi, bây giờ cao thì nói rồi. Số thứ 2 là gì? Là đường cửa đi, đóng mở của văn tim nó to. Là bên kia. Đường đi, đây đường đi. Ai bị, bà bị. Bên tôi chỉ à. Tôi chỉ cái vị này, đừng nhìn cái mắt cái mũi thôi, mà chỉ lấy cái hình của cái đầu thôi, lấy cái hình của cái đầu thôi. Thì có phải đây là quả tim không? Lấy hình của đầu quả tim không? Khi tôi cười này nó có cái rãnh cười không? Nó có cái hàm đó không? Thì chỗ này là cái van tim. Nếu người nào mà hóp cái này lại á, là cái van nó hẹp. Người nào phình cái nào ra là van nó rộng. Vì thế các đại gia ăn càng ngày càng ăn nhiều mặt càng phì ra, thế là họ hở van tim. Mập phì. Còn người nào ốm bắt đầu là hẹp van tim, vì máu đâu có đủ máu bơm đâu, nó đâu có nhiều máu đâu mà nó bơm đều, cũng như đâu có nhiều người đâu phải mở cửa lớn cho nó chạy cho người ta đi vô, mở cửa nhỏ nhỏ cũng được rồi. Thế nó hóp qua lại xuống là hẹp van tim. Bây giờ con người bên đây hẹp và bên này hở thì nhìn thấy mặt đũa sao tự nhiên mặt anh méo vậy, không biết tại sao, chắc từ trung gió. Không phải, một bên hẹp là lóc vô, một bên phình ra là hở. Thế người ta ở trong mặt bắt hình dâm rồi, nhưng mà hình dâm là hình dâm mà phải lo về áp huyết đó. Để cách chữa cũng thở thôi.
Thế bây giờ cái câu hỏi mà cái số thứ hai bây giờ hiểu chưa? À bây giờ nghe, bây giờ quả tim ta đang to, bây giờ phải bóp quả tim nó nhỏ lại, bóp nó nhỏ, bóp làm sao? Bà bóp luôn, làm sao tay bỏ bỏ cho quả tim bóp cho được? Thì ta phải tìm một cách nào cho quả tim bóp lại. Bằng cách là thổi mạnh nè, bà con tôi thổi nè. Chứ có phải tôi con người đấy không? Nhưng tôi không mở ra. Tôi đợi hơi tôi đủ. Tôi không mở ra. Cứ zero, ép rồi. Đo lại tự nhiên đó, đang 70 còn 60. Bây giờ, nó lớn thế này làm sao? Thì đó, lớn là thổi ép vô. Bây giờ nó nhỏ sao? Bung ra. Bung ra cái nào? Đẩy vô người ha. Bung ra thế này. Đúng rồi. Đúng rồi, mấy thằng tập tạ đó. Thế nhưng mà cái này ra là cái này vào. Tức nó đang tập phan tim đó. Ra, và nó cầm tải, nó cầm dây, cầm như thúng đó. Kéo nào. Nhưng mà không, như vậy á là nó nhỏ quá nhỏ mà lớn quá lớn. Và bây giờ mình chữa nó nhỏ thì lớn này, tay thế này, thế này, khi mình tay đưa lên thế này này, có vẻ tim mở không? Có tim mở to không? Mở to maximum không? Và đưa lên này, mở to lên đó, thấy không? Vậy bài này A-di-đà-phật. Mình muốn tỏ ra là cái tay phải thế này, nhưng có người làm này A-di-đà-phật, thế nó có mở không? Không. Đúng không? Nó có mở. Cái này đâu có kín được, cái này là đang kín rồi, đang kín rồi mà vẫn để giữ kín, thấy cuối cùng mở sai thế. Em tập mà sao van tim không mở, tức là van tim 60 mà không mở, cứ tập này là không mở. Nhưng mà được lại cái gì? Chữa được bệnh tim thòng, chỉ có kéo cái tim lên thôi. Có này vừa vẫn chưa chữa được bệnh tim thòng mà vừa chưa mở van tim. A di đà phật, A di đà phật. Thì quả tim nó nở, nó kéo lên, mở nó kéo lên. Thì đo lại thì số thứ 2 nó to. Vậy số thứ 2 nhỏ thì tập bài dâng hoa cúng Phật. Phật thì gọi là dâng hoa cúng Phật. Còn mà nó lớn thì thổi bếp than á. Chứ phải thổi bếp củi. Cái này bằng thật cái là than, thì nó phải đỏ lên được. Thế là chúng ta biết cái chữa cái thứ nhất là gì. Bây giờ ngược lại số thứ nhất mà nó thấp thì sao? Số thứ nhất cao á thì thổi ra rồi, nhưng mà thấp thì sao? Thấp tự nhiên làm thấy xỉu, ăn thì chưa kịp, bây giờ đang xỉu này. Ở đây ai áp với thấp? Lại đây. Cũng đúng, hít vô nhiều, hắn sẽ cao lên. Nhưng mà áp huyết cao dễ chữa hơn áp huyết thấp. Người ta chết một cách âm thầm mà không tìm ra bệnh. Tự nhiên ngủ một cách qua đêm chết, tìm không ra bệnh tật. Là do áp huyết thấp. Tức là gì? Cái điện mà cung cấp cho bóng này cháy bây giờ là 110V. Nhưng mà từ cho nhiều nhà câu điện quá, từ nó xuất còn 90, 80, tự nhiên đèn nó chấp, tự nhiên tăng luôn. Mà tìm, nếu không tìm vào cái nguồn điện mà chỉ tìm vào mấy cái này để sửa thì ủa bóng đèn không hư. Nhưng mà nó chấp nhiều thì nó hư rồi, tức là đầu có đèn đi, xong thay bóng đèn khác là đầu là đèn đi, vì điện không đủ nó chấp thì nó cháy cái bóng đó. Thì phải tìm cái đó. Chị nhớ tắt phone giùm nha. Đây 137, 75, 104. Thế là cô này có bảo áp huyết thấp, tức là sai.
Thế thì tại sao hôm qua nó thấp hơn nó cao? Không, không phải. Bên tay phải không phải do ăn. Bên tay phải không phải do ăn. Phải, đi không phải. 1.57 75 một lần 4. Vâng. Chắc khan nó là nói là vấn đề bực mình, tức giận. Đó. Nên là bực mình, tức giận. Hầm hầm với ai từ sáng chiều, sáng rồi chưa giải quyết được vấn đề. Vô hầm 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 hầm, tôi học xong tôi về nhà chỉ tiếp với tôi. Đó là biết hết rồi. Bởi vì cái khi nhịp tim cao, nhịp của gan cao. Và thiệt sự á, bên này là áp huyết áp. Đó, nó khác nhau. Đừng tưởng là đo áp huyết một bên mà đúng. Bây giờ quý vị thấy rất là ngạc nhiên. Vì thế cái ngành của chúng ta đó, học cái này đó, là thay đổi tất cả cái quan niệm của ngành y khoa. 115, 74, 91. Đâu có tự nhiên đâu. Thế là bên tay trái khác, tay phải khác mà tự nhiên xuống đâu. Đấy, thì tay trái thuộc về gì? Về ăn. Về ăn. Nó này thuộc về gan là thuộc về máu trong gan là 1, nóng giận là 2. Cái này là bầm gan rồi đó, bầm gan rồi, mà không biết là ruột có tím chưa. Bây giờ này, bên này thấp cái gì? Các bạn thấy bên này 115 gì? Trong kia còn mấy cái ghế. Cái huyệt ở sau tai này nè. Cái huyệt sau tai này nè. Đây là còn 2 cái nè. Cái tiếng nhé, từ cái. Trên cái máy thấy không? Cái huyệt sau tai nè. Nhìn cái máy, máy thấy đây không? Thấy không? À, huyệt sau tai. Huyệt này là ế phong. Ngay cái lỗ này ế phong. Bây giờ quý vị thấy bên nào thấp thì bấm huyệt ế phong bên đó nó lên. Đây ế phong này, ế phong ở chỗ này nè, chúng ta bấm nó lên, móc nó lên, bấm lên cao này. Đằng sau. Đây, bên đây đằng sau. Vướng cái máy. Đây, phía đằng này. Bấm này này. Một này. Đây, bấm này. Bấm này. À, bấm như vậy gọi là ế phong.